Cái cửa này là cửa nùa nha các bác. Cửa nùa. Đấy, các bác nào thích làm nghề cắt tóc cũng được. Đó, cửa nùa của cửa kéo này. Người ta chỉ biết là nhặt bằng đấy tiền rồi đem đi, rồi toàn bộ nội thất thì người ta để lại cho mình nhá. Không gian này mình có thể trồng cây, trồng rau, nuôi gà cũng được nhá. Đấy, rào là rào 100% là xây bờ tường như thế này rồi. Đó. Đây, cũng có camera hết này. Điện đóm nhà sáng sủa các bác. Vâng, em xin chào cô bác và anh chị nhé. Hôm nay thì em xin giới thiệu đến cô bác và anh chị một lô đất thuộc về ngay trung tâm của xã Đạ Đờn luôn. Thì lô đất này nó nằm trên trục đường quốc lộ 27 nha các bác. Quốc lộ 27, khu đông dân cư. Nhà cửa là điện nước là đầy đủ. Đây là quốc lộ 27 nha các bác. Hướng này là đi qua Đắk Lắk này. Đó, hướng này là đi qua Đắk Lắk. Còn hướng này ra tới trung tâm huyện. Rồi đi Đà Lạt hay là đi Sài Gòn thì đi hướng này. Hướng này thì chạy ra tới trung tâm huyện thì tầm khoảng 3 cây số thôi nha các bác. Còn chạy dài dọc đường là dân cư hay là hàng quán trường chợ gì ở rất là đông. Cách ủy ban xã thì đâu đó nó chỉ khoảng là 300m thôi các bác. 300m là cách ủy ban xã. Thì đây là cái đám đất của mình đây. Đây toàn bộ cái giải đất của mình thì là từ cái góc này đây. Bắt đầu từ cái cây cái nhỏ nhỏ này các bác nhá. Đấy, cái cây này bắt đầu từ ranh giới ra từ đây qua tới bên này, giáp với cái nhà này. Là cái đất của mình là được khoảng 5 m. 5 m mà chạy sâu là 43 m nha. Sổ sách là đầy đủ. Ở đây thì mình có hai cái bờ chậu người ta trồng hoa các bác nhá, trồng hoa này. Đó. Trồng hoa nhưng mà để cỏ mọc rất là nhiều. Đó, bên này cũng vậy. Có một cái chạy dài chậu hoa các thứ, người ta trồng hoa các bác nhé. Hoa hay là trồng rau à? Đó, nhưng mà cỏ để mọc thôi. Đấy. Thì cái mặt tiền của mình nhìn thẳng ra cái hướng mặt đường này thì nó là hướng chính đông nha các bác. Hướng chính đông, nhìn thẳng ra ngoài đường. Đó, nhà cửa, là cổng cao, hàng rào các thứ này. Đây là khuôn viên trong nhà. Đây rào này. Rào bằng cái trụ bê tông này, rồi rào thêm cái này nữa. Đó, rồi cổng kiếc hàng rào là đầy đủ đấy. Trước là người ta có dùng phun sương các bác nhá. Dùng phun sương, trên này khả năng là trước là người ta có trồng hoa lan nha các bác. Đây vẫn còn những cái treo giò các bác. Đó, trước khả năng là người ta trồng hoa lan nên là có cái máy đó. Dây phun sương này. Đó. Đây thì mình làm cái chậu hoa cảnh cũng được. Hoặc là mình có thể làm hàng quán. Hoặc là mình làm
chỗ rửa xe hay là làm nghề các thứ gì cũng rất là thuận tiện nhá. Ở đây thì ngay trục đường quốc lộ 27 luôn. Đây có một cái chậu hoa giấy này, hoa giấy cảnh đó nhá, hoa giấy cảnh. Đấy, nói chung là rào kín vườn 100%, vào rào là rào kín đất 100% rồi. Nhà cửa điện nước là đầy đủ này. Đó, vòi nước các thứ này, đầy đủ luôn. Nước nôi. Đó. Đấy, ở đây thì mình thêm những cái chậu cây cảnh nữa thì đất của mình, nhà của mình là tuyệt vời luôn. Đó, nhìn không gian thì cũng rất là rộng, ngang 5m nha các bác. Xây là xây kín đất rồi. Sổ sách đầy đủ và trong sổ của mình là có là 50m thổ cư nha. Đó. Đây là hiện tại người ta đóng cửa này rồi. Đấy, ở đây thì mình có một cái cửa này, cửa nùa nha các bác. Cửa nùa. Đấy, các bác nào thích làm nghề cắt tóc cũng được. Đó, cửa nùa của cửa kéo này. Ở đây thì ui, nhà rất là rộng rãi luôn. Đây, một cái hẻm này mình để xe cũng được, để xe ngoài, muốn để đâu cũng được. Đây, đây là phòng khách. Còn trong gian nhà mình có một buồng ngủ này, hai buồng ngủ này. Đây có kệ tivi này, là một cái ghế đây nữa. À, chủ đất là để toàn bộ nội thất lại nha các bác. Đây, phòng ngủ ở trong này. Đấy, người ta chỉ biết là nhận bằng đấy tiền rồi đem đi, rồi toàn bộ nội thất thì người ta để lại cho mình nhá. Bàn cửa, bàn ghế, rồi chén đĩa các thứ cho người ta cũng để lại. Đấy, tủ lạnh rồi. Cái này để lại hết này. Để lại hết. Đó, toàn bộ đây nhà bếp, không gian nhà bếp đây. Cũng để lại hết toàn bộ cho mình nhá. Đấy, người ta chỉ xách vali lên và đi thôi. Còn mình xách vali đi và mang về nhà ở thôi. Đây, máy giặt. Để lại hết. Ô, đây là một phòng nhà tắm riêng nhá. Rất là rộng luôn, có cái gương luôn này. Nhà tắm rất là rộng luôn. Đây, nhà vệ sinh. Đó. Còn đây là khu vực sinh hoạt riêng dưới này. Rửa ráy hay là thế nào thế này. Ở phía sau đây thì mình có một khoảng không gian này, mình có thể trồng cây, trồng rau, nuôi gà cũng được nhá. Đấy, rào là rào 100% là xây bờ tường như thế này rồi. Đó, kiên cố như thế này thì ranh giới nó rất là rõ ràng rồi. Trên đây bồn nước các thứ là người ta cũng để lại hết nhá. Đó, để lại hết. Còn đây là cây ớt này. Đấy, cây ớt này tự mọc thôi các bác. Ở đây thì mấy cái cây ớt này dễ mọc lắm. Đấy, đằng phía sau đây thì mình có một cái cây chôm chôm cực kỳ to luôn. Đây là cái hồ rác nha các bác. Hồ rác người ta đổ xuống đây này. Đó, nước nôi các thứ này, người ta đổ xuống đây. Đây, cây ổi các bác. Cây ổi. Còn đây là cây chanh này. Đó, cây chanh. Đó, rào kín hết rồi. Ôi, cây chôm chôm này, to. Rất là to luôn. Đây có một giò này nữa. Không biết phong lan hay là cái cây gì đây. Cây chôm chôm. Đó, toàn bộ là người ta để lại hết cho mình. Đó, họ chỉ xách cái vali của họ đi thôi. Còn mình xách cái vali của mình đi vào đây. Thì lô này người ta đang bán với cái giá chỉ có là 2 tỷ 3 thôi nha các bác. 2 tỷ 3 cho toàn bộ lô đất này. Mình có thương lượng luôn nha các bác. Đây, phía sau có cả camera này các bác. Camera đó. Đây, nhà kho, rồi giếng ăn đây. Giếng đào nhá. Nước nôi. Đó. Đây. Đó. Đây thì người ta có cả, nếu mà hết nước nóng lạnh ở bên trên á, năng lượng mặt trời á, thì mình có một cái máy nóng lạnh nhá, máy nóng lạnh này. Trực tiếp luôn. Đó, gian nhà bếp rất là rộng. Lô này thì các bác mua về ở, làm nghề hay là mình có thể
mua về xong rồi mình mua thêm một cái ít vườn trên này, thì vườn ở trên này thì rẻ lắm, nó có tầm đâu đó khoảng 200-300 triệu một sào thôi các bác. Đó thì mình mua thêm về mình canh tác vườn rược thôi. Thì em có giới thiệu ở khu vực Đạ Đờn này cũng rất là nhiều đất giá rẻ nhá, thì các bác có thể nhấn đăng ký, like đăng ký và theo dõi em để nó gửi thông báo mỗi lần em đăng video lên nhá. Đó, các thử đây cũng có camera hết này, điện đóm nhà sáng sủa các bác. Đó, một lô đất thì ngay trung tâm của xã Đạ Đờn, quốc lộ 27 nhá, thổ cư 50m và sổ sách là đầy đủ, ngang 5m, chạy sâu 43, nhà cửa nội thất đầy đủ người ta để lại cho mình. Đó, ở đây nó có cả cái chuông chuông cửa các bác nhá, chuông cửa. Đó, tiện ích hết xung quanh. Làm nghề hay là làm buôn bán những thứ lặt vặt thôi các bác. Còn vườn rược thì ở phía sau này thì em cũng có mấy lô thì các bác có thể đến xem đất và tham khảo nhá. Cái lô này thì người ta đang bán với cái giá là chỉ có 2 tỷ 3 cho toàn bộ lô đất, có thương lượng nhá, sổ sách đầy đủ, công chứng ngay trong ngày. Đó. Rồi em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi nhá.